Vâng, Cửa Hàng Vedo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và đầu video thì trước khi review đến một mẫu phụ kiện mà quá quen thuộc, các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Thì Cơ Yếu Minh xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, và chúc các bác có một ngày làm việc thật hiệu quả và mạnh khỏe. Đó. Và báo cáo bác thì hôm nay em không review đến loa đài gì cả, mà hôm nay em review đến một là phụ kiện. Một phụ kiện đó là pin sạc cho micro không dây, cho những các bác đang sử dụng micro không dây. Thì đây là mẫu pin mà hiện tại bên đơn vị Hiếu Minh đã bán phục vụ các bác ít nhất là 4 năm qua rồi đúng không ạ? Những bác nào đang và sử dụng đối dòng pin này thì cho Hiếu Minh một comment ở dưới bình luận về chất lượng của dòng pin này. Và có thể nói đây là dòng pin cực kỳ bền. Và cái bền ở đây nó không phải bằng lời em nói, mà cái bền đây là từ ngay ngày đầu em bán đến ngày hôm nay em vẫn bán trung thành, 4 năm nay vẫn dòng pin này phục vụ các bác. Thì vào như biết thì không bất kỳ một kênh nào, như là những cái cửa hàng auto nào mà có một mẫu pin mà bán lâu năm như em với dòng pin này. Vì thứ nhất, đây là dòng pin mà Hiếu Minh cũng là nhập trực tiếp về. Và cái thứ hai, và đây là sản phẩm pin chính hãng được Trung Quốc sản xuất, các bác nhá. D-Power. Đây là sản phẩm pin chính hãng đấy các bác nhá. Chứ phải dòng D-Power. Đó, đồng bộ từ lốc sạc đến củ pin. Thì trước đây Hiếu Minh bán cho các bác cũng như anh em là những sản phẩm pin này thì nó có bộ 8 vía đốc 8 và đốc 4, nhưng mà như cách đây khoảng 2 tháng là em về hàng là thay vào đó chỉ có về đốc 4 thôi nhá. Đốc 4 vụ bác mua 8 pin, bác chỉ cần một đốc sạc này thôi, sạc này sạc rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là đối đợt này về hàng thì báo cáo bác thì những cái đốc sạc này các bác mua nó sẽ đắt hơn so với trước đó một chút. Nhà đắt hơn so với trước đó một chút, nhưng về tổng thể đối với bộ pin này em bán thị trường cũng là rẻ nhất thị trường rồi. Đó. Trước đây em bán một bộ pin 4 viên mà có cái đốc sạc mà tặng cùng với đen đen ấy, nhưng cái đốc sạc ấy thì nó chia sẻ với bác là hơi kém, nên đợt này em nhập về đốc sạc còn xịn sò hơn. Còn pin thì khỏi nói rồi, pin này dùng rất là trâu. Những đốc sạc trước đây em bán cho bác là đốc ấy, nó gọi đốc tặng thì nó sẽ là hơi kém một chút, nhưng cái đốc này thì đảm bảo cho bác hơn, nó ổn định cao hơn, và đốc này bác cũng mua. Thì đi kèm với dòng pin D-Power, trước khi em review sâu hơn để cho những bác nào đang có nhu cầu mua nhá, còn những bác đã mua rồi thì em cũng nói rồi, dòng pin này quá là có tiếng tăm rồi, khẳng định bằng uy tín luôn. Dung lượng rất là cao, là dung lượng lên đến 3.300 mAh, 1.2V, các lý nhá. Đối dòng pin này thì nó sẽ là nó gọn, chắc, nó lặng hơn so với các dòng pin khác trên thị trường. Em đã có bài cân dòng pin này rồi, các bạn xem video trước. Nghe cùng cái dòng pin sạc trên thị trường thì cái pin D-Power rất là lặng, nó lặng đây nữa nha. Họ làm nó nhà nó chắc ở trong cái làm từ cái tấm này, các bác nhìn này, em quay sang lens này. Không có điểm gọi là ba vía hay là một điểm gọi là gì chừa ra. Làm rất chi tiết luôn các bạn, một viên pin. Đối với dòng pin này các bác có thể chơi được khoảng nếu bác dùng là tính ra là từ hôm nay bán 3 năm rưỡi 4 năm rồi thì gần như các bác đổi cái dòng pin này rất là ít, thì ít nhất dòng pin này bác sử dụng nó ít nhất là 1.200 lần sạc, nó tương ứng với khoảng 3 năm các nhá. Tương 3 năm sử dụng. Và có lý thì dung lượng cao này thì các bác có chơi được ở những sản phẩm micro, những dòng pin như cả không muốn pin thì nó sẽ sử dụng 8 đến 9 tiếng. Còn những sản phẩm micro mà tốn pin như dòng Sua ấy, Sua thì thường là dòng mic hay tốn pin nhất thì cũng phải sử dụng 5 đến 6 tiếng đấy các nhá. Còn những dòng mic nào nó không bị tốn pin thì nó sẽ sử dụng lâu hơn. Với dòng pin này thì em bán cho cả những bác nào lắp phòng hát thì rất nhiều rồi. Dòng pin chất lượng xịn sò. Để nó xịn sò mà giá lại rất bình dân cho các bác. Một pin này em đang bán mức giá 60.000 đồng. Cộng với lốc sạc nữa em đang bán là 350.000 đồng đến bao ship các nhá. Còn các bác đến cửa hàng lấy là 320.000 đồng. Lốc sạc có màn hình tự ngắt các nhá. Màn hình tự ngắt này. Sử dụng bằng củ sạc iPhone. Đối củ sạc này nó đa năng người, các bác sử dụng là đây là củ sạc của iPhone X, nên là bác về các bác có thể sử dụng là sạc luôn cả điện thoại của mình cũng được. Cực kỳ tiện lợi các nhá. Củ sạc iPhone X rất là xịn sò. Vì củ sạc iPhone X thì nó mới đảm bảo dung lượng để có thể sạc pin được. Củ sạc này thì các bác dùng được cho cả sạc điện thoại những đời mới bây giờ này. Sạc nhanh, vì một củ này mua cũng đắt phết đấy các nhá. Nếu bác mua lẻ nó củ này ít nhất nó dừng độ 5-70. Còn nếu em mua nhiều, nói thật là mua nhiều củ này thì em mua vào nó dừng khoảng độ gần 40.000. Gần 40.000 củ này. Để phần hộp nó đây. Đây là hàng nội địa Trung Quốc hay còn gọi là hàng chính hãng các nhá. Đồng bộ D-Power. Cái dòng này nó là hàng sản chính hãng, bác check website luôn các nhá.
Trên thị trường có lưu ý để mở một viên pin này nó đồng bộ với bộ sạc này thì nó gần như là không có, rất là ít các nhá. Thường nó chỉ có pin rời này, xong các bác phải mua một bộ sạc của hãng khác vào. Nhưng đây là một hãng pin mà nổi tiếng, công ty lớn, họ sản xuất đồng bộ từ sạc này, từ củ sạc này, từ cáp này, rồi đến cả pin nữa. Đó. Em muốn nhấn mạnh đây là như là dòng phẩm pin này pin chính hãng, và các bác mua ở đây nó sẽ được nguyên hộp nhá, được cái khay đựng rất là đẹp xịn sò, như kiểu hộp hộp vali ấy. Đấy. Đấy, cài vào nhá, dùng xong cài vào. Đấy, xong mở ra. Rất là chất. Đấy, một lâu thì lâu lắm mới quay đến dòng pin này, phải mấy tháng nay rồi. Vì có quá nhiều sản phẩm và hôm nay em tiếp tục review lại và thông báo các bác thì bên mình luôn sẵn hàng đối sản phẩm pin sạc, vẫn phục vụ các bác. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cơn vị Hiếu Minh qua số online đây, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội nhé. Và xin ân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.